Khi các bạn lên đại học, các bạn sẽ đứng trước hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các bạn đi ở trọ, trường hợp thứ hai là các bạn ở với bố mẹ. Thì ở trọ thì mình không dám bàn có những cái hay cái dở gì, mình không dám nói bởi vì mình là một thằng ở với bố mẹ. Thì ở với bố mẹ có những cái gì hay? Ở với bố mẹ thì các bạn không cần phải lo việc ăn uống này, không cần phải lo về việc quần áo dặn mặc xong bẩn biết các thứ này, không cần đau ốm thì lại có bố mẹ trông. Và đặc biệt là cuối tháng các bạn sẽ được bố mẹ trợ cấp cho 400.000 để đổ xăng. Tuy nhiên, kể cả đối với thằng con trai ngoan, một thằng con trai mẫu mực như mình thì vẫn có những tình huống khó đỡ có thể xảy ra. Bát thì không chịu rửa, quần áo thì không chịu phơi, cái phòng thì như cái chuồng lợn ý, con với chẳng cái. Con mời bố mẹ ăn cơm. Ơ mẹ ơi, sao nay thịt nhiều mỡ thế ạ? Bọn trẻ chúng mày bây giờ đúng là sướng. Ngày xưa cái thưa tao bằng tuổi chúng mày cả tháng cả năm mới nuôi được con lợn. Mỗi lần mở được con lợn đấy ra là ăn hết sạch, tranh nhau ăn làm gì có thừa cho chúng mày ăn. Bây giờ còn chê mỡ cả lạc. Sướng quá đây mà. Vâng thì thôi con dọn được mẹ. Dạo này đang giảm cân. Rau bây giờ làm sao mà sạch được bằng rau ngày xưa. Rau ngày xưa nhá, bọn tao toàn phải tự trồng. Hello darkness my old friend. I've come. Chắc nước lọc thì thời nào cũng có. Ngày xưa thời của mẹ lấy đâu ra nước lọc mà uống. Sao này mày đánh răng chưa đấy? Bố ơi, cho con ít tiền con đi ăn sinh nhật bạn gái với ạ. Lại xin tiền. Học thì không lo học, suốt ngày chỉ lo ăn chơi với cả đàn đúng. Con mới chẳng cái. Mỗi 20.000 thôi ạ. Cái thằng này hay nhỉ. Trẻ con thì tiêu nhiều tiền làm cái gì. Thế bây giờ mày có lấy không? Không ngờ bố lại coi thường con đến vậy. Tất nhiên là con sẽ. Có lấy. Bố ơi, cho con xin 2 triệu tiền học thêm với ạ. Đây, cầm lấy đi học đầy đủ nhá. Chịu khó học thế là tốt. Này. Vâng, con xin ạ. Xin tiền học sao mà nhanh thế không biết được. Mà khoan đã. Đưa thêm cho cô giáo 200.000 này nhá. Nhưng mà tiền học chỉ hết có 2 triệu thôi mà bố. Thì hôm trước bố có vô tình gặp cô giáo của con trong thang máy. Mà cái thang máy đấy nó lại không có tay vịn. Mà bố lại mắc chứng sợ độ cao. May mà hôm nay có cô giáo của con giữ thăng bằng bố, không thì chắc hôm nay bố không ở đây nói chuyện với con rồi. Cho nên là bố cũng có chút lòng thành là muốn cảm ơn cô giáo của con. Mà đừng có nói cho mẹ biết đấy, nghe chưa. Mình ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Này thì tay vịn này, sợ độ cao này, giữ thăng bằng à. Chắc giờ này bố mẹ đi ngủ rồi. Đây là thời cơ tốt để cho mình phá kỷ lục. Cố lên. Vai. Có vai cả trưởng. A few moments later. Có vai trưởng. Đéo biết cắm vào ô nào đây. Bỏ ra. Đang cái lúc căng thẳng đấy. Chết mẹ rồi. Giờ mày thích cái nào? Thôi ăn rồi. Này thì thức khuya để chơi game này, suốt ngày chỉ biết chơi điện tử, không chịu hành gì cả. Ôi bố ơi, bố đừng đánh nữa, sướng quá, đau quá. Hay, sao đéo gì rõ nhiều bài tập. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Cái định mệnh gió bắt đầu từ đâu thì đi mà hỏi gió chứ tao biết thế đéo là được. Khó vãi. Học nhiều để làm gì? Rồi có làm gì được cho tương lai đất nước không? Trời ơi. Buồn, quá buồn. Ông nói, mà xem con mình chăm chỉ chưa này. Ôi mẹ ơi, nhưng con buồn ngủ lắm rồi. Ngủ cái đeo gì mà ngủ. Học đi tối mai rồi ngủ một thể. Cứ học đi, cuối năm học sinh giỏi mẹ lấy vợ cho. Mẹ nhớ nhá. Thằng con bố hôm nay khá quá nhỉ. 3 giờ rồi mà vẫn còn thức khuya để học. Nhưng mà thôi, thức khuya nhiều thế không tốt đâu. Thì thôi chuẩn bị tinh thần mà đi ngủ đi. Ngày mai còn đi học nữa. Bố đúng là người hiểu con. Chuyện. Đây, bố có pha sẵn cho con trai của bố một cốc cà phê đen nóng đây. Nhớ uống hết cốc cà phê này mới đi ngủ nghe chưa con. Ôi, bố cho con đi chơi với bạn gái một tí nhé bố nhá. Đi đâu thì đi, nhớ 9 giờ về nhá. Đi đâu thì đi, nhớ 9 giờ về nhá.